Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người khiếm thị, được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Giáo trình hướng dẫn sử dụng Windows 7 với JAWS. Bài 6. Quản lý thư mục tập tin. Trong bài này chúng ta sẽ bàn về cách tạo thư mục mới, đổi tên thư mục tập tin và copy cắt dán thư mục tập tin. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cách tạo thư mục. Có 3 cách tạo thư mục. Cách thứ nhất, bạn vào Windows Explorer. Tôi nhấn Windows E để vào Windows Explorer. Windows E, Computer, Items, View, Multi-Select, List, Box. Và chọn ổ đĩa cần tạo thư mục. Ở đây tôi muốn tạo thư mục trên ổ đĩa D. Tôi nhấn Internet D để lên thành địa chỉ. Alt D, Address Edit, Combo, Computer, Zero Items. Và gõ D 2 chấm để vào ổ đĩa D. D, colon. Rồi Enter. Enter, D, colon, Items, View, Multi-Select, List, Box. Sau đó nhấn Internet F để vào menu File. Alt F, Menu, Share with Submenu to Navigate, Press Up or Down Arrow, Period, H. Rồi dùng mũi tên lên xuống, tìm đến mục New Submenu. Ở đây tôi nhấn mũi tên xuống. Shared Folder Synchronization, Check Submenu, S. New Submenu, W. New Submenu, và phím tắt là W. Sau đó nhấn mũi tên phải để mở mục này ra. Folder, F. Và chọn Folder. Nhấn Insert mũi tên lên để nghe lại. Folder. Hoặc phím tắt là chữ F. Sau đó nhấn Enter. Enter, S, Leaving Menus, Edit, New Folder, Type and Text, Period. Rồi gõ tên cho thư mục mới. Chẳng hạn như ở đây tôi gõ tên thư mục là Văn Lan. V, A, N, Van, L, A, N, G. Rồi Enter. Lang, Enter, Items, View, Multi-Select, List, Box, Van Lang, File, Folder, 08/10/2014, 9:00 PM, 16 of 16. Alt F4. Và cách thứ hai, tôi cũng vào Windows Explorer. Nhấn phím Windows E để vào Windows Explorer. Windows E, Computer, Items, View, Multi-Select, List, Box. Sau đó Shift Tab để trở về Tree View. Shift Tab, Tree View, Computer opened, 2 items, to move through or expand items, use the arrow keys, period. Và dùng mũi tên lên xuống tìm đến ổ đĩa cần tạo thư mục. Ở đây tôi muốn tạo thư mục trên ổ đĩa D, và tôi tìm đến ổ đĩa D. Win left parent C colon right parent closed. Recorder left parent D colon right parent closed. Tôi nhấn Insert mũi tên lên để nghe lại. Recorder left parent D colon right parent closed 2 of 2. Sau khi chọn được ổ đĩa, tôi nhấn phím space bar để mở ổ đĩa này ra. Space. Sau đó, tab qua list view hay còn gọi là list box. Tab, items view multi-select list box, not selected backup, file folder 21/05/2012 11:39 AM, 1 of 16. Và không được chọn bất kỳ thư mục hay tập tin nào trong list box và nghe cho đọc là not selected. Nhấn Insert Tab để nghe lại. Not selected backup. File folder 21/05/2012 11:39 AM, 1 of 16. Nếu không nghe cho đọc Not Selected, thì nhấn Control Space Bar. Control Space Backup. Control Space Not Selected Backup. Sau đó nhấn phím Application. Applications Context Menu to Navigate Press Up or Down Arrow Period. Rồi mũi tên lên xuống tìm đến mục New Submenu. Ở đây tôi nhấn mũi tên lên để đi đến mục New Submenu được nhanh hơn. Properties R. New Submenu W. Và mở ra bằng mũi tên phải. Folder F. Rồi chọn Folder. Folder. Hoặc phím tắt là Application W và chữ F. Sau khi chọn Folder, nhấn Enter. Enter menu bar to navigate, press left or right arrow, period. Leaving menu bar, edit, new folder, type and text, period. Và gõ tên thư mục vào. Ở đây tôi đặt tên là Văn Lan 2. V, A, N, L, A, N, G, La 2. Rồi Enter. Enter, items view multi-select list box, Van Lang 2. Alt F4, start button to open, press Enter, period. Và cách thứ ba,
Nhấn phím Windows E để vào Windows Explorer. Windows E Computer Items View Multi-Select List Box Hard Disk Drives Open Win Left Parent C Colon Right Parent 1 of 3. Sau đó tìm đến vị trí cần tạo thư mục. Ở đây tôi cũng muốn tạo thư mục trên ổ đĩa D. Tôi nhấn Alt D để lên thành địa chỉ. Alt D Address Edit Combo Computer 0 Items. Rồi gõ D 2 chấm để đi đến ổ đĩa D. D Colon. Và Enter. Enter D colon items view multi select list box not selected backup. Sau đó nhấn Ctrl Shift N. Ctrl Shift N edit new folder type and text period. Rồi gõ tên thư mục cần tạo. Ở đây tôi gõ Văn Lang 3. V A N V L A N G Lang 3. Enter items view multi select list box Van Lang 3. F5 Van Lang 3. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách đổi tên thư mục, đổi tên tập tin. Cũng có 3 cách đổi tên thư mục và đổi tên tập tin. Trước tiên đứng ngay thư mục hoặc tập tin cần đổi tên. Tôi nhấn chữ V để tìm đến 3 thư mục vừa tạo. V Van Lang. V Van Lang 2. Văn Lang 2. V Van Lang 3. Văn Lang 3. V Van Lang. Văn Lang. Và thư mục này tôi muốn đổi thành Văn Lang 1. Trước tiên đứng ngay thư mục hay tập tin cần đổi tên. Sau đó nhấn Alt F để vào menu File. Alt F menu bar File to navigate press left or right arrow period. Rồi dùng mũi tên lên xuống tìm đến mục Rename. Ở đây tôi nhấn mũi tên lên để đi đến Rename được nhanh hơn. Close C. Properties R. Rename M. Hoặc phím tắt là M. Rồi Enter. Enter, leaving menus, edit, Van Lang, type and text, period. Và gõ tên thư mục mới vào. V-A-N, V-A-L-A-N-G, Lang, 1. Rồi Enter. Enter, items view multi-select list box, Van Lang 1, file folder 08/10/2014:9:00 PM, 8 of 18. Và cách thứ hai, đứng ngay thư mục tập tin cần đổi tên. Chẳng hạn như tôi muốn đổi tên thư mục Văn Lang 2. Tôi tìm đến thư mục Văn Lang 2. Van Lang 2. Rồi nhấn phím Application. Applications Context Menu to navigate press up or down arrow period. Và dùng mũi tên lên xuống tìm tới mục Rename. Ở đây tôi cũng nhấn mũi tên lên để đi đến Rename được nhanh hơn. Properties R. Rename M. Hoặc phím tắt là M. Rồi Enter. Enter, leaving menus, edit, Van Lang 2, type and text, period. Và ở đây tôi gõ tên thư mục mới vào. Ví dụ như tôi gõ Đại học Văn Lang. D-A-I dot H-O-C hot V-A-N L-A-N-G. Và Enter. Lang, enter, items view multi-select list box, Die Hoc Van Lang, file folder 08/10/2014:09:00 PM, 9 of 18. Và cách thứ ba, đứng ngay thư mục hoặc tập tin cần đổi tên. Van Lang 3. Chẳng hạn như tôi muốn đổi tên thư mục Văn Lang 3, thì tôi đứng ngay thư mục cần đổi tên, rồi nhấn phím F2. F2, edit, Van Lang 3, type and text period. Và gõ tên thư mục mới vào. Chẳng hạn như ở đây tôi gõ Đại học Dân lập Văn Lang. D-A-I-D-H-O-C-H-D-A-N-L-A-P-LAP-V-A-N-VAN-L-A-N-G. Và Enter. Lang, enter, items view multi-select list box, Dihoc Dan Lap Van Lang, file folder 08/10/2014:09:13 PM, 10 of 18. Tương tự, ta cũng dùng 3 cách trên để đổi tên tập tin. Tuy nhiên, cách thông dụng và thường dùng nhất đó là nhấn phím F2. Chẳng hạn như tôi muốn đổi tên tập tin, tôi tìm đến một tập tin cần đổi tên. M. Moy-Internet Explorer, Microsoft Word 97-2003, Document 136KB08. Rồi nhấn phím F2. F2, Edit, Moy-Internet Explorer, Type and Text, Period. Sau đó gõ lại tên tập tin cần đổi. I-N-T-E-R-N-E-T-N-E-X-X-P-L-O-R-E-R. Và Enter.
Explorer, enter, items view multi-select list box, Internet Explorer, Microsoft Word 97-2003 document 136KB08/10/2014/7:47 PM, 14 of 18. Xin lưu ý là nếu ta chọn hiện đuôi tập tin như ở bài trước, thì khi đổi tên tập tin cần gõ đúng phần đuôi của tập tin cũ. Tiếp theo, để xóa một tập tin hay thư mục, thì ta đứng ngay tập tin hay thư mục cần xóa. Chẳng hạn như tôi muốn xóa thư mục Văn Lan, tôi nhấn chữ V để tìm đến thư mục Văn Lan vừa tạo hồi nãy. V, Văn Lan 1. Rồi nhấn phím Delete để xóa. Delete folder dialog. Are you sure you want to move this folder to the recycle bin question? Văn Lan 1. Hộp thoại hiện ra hỏi bạn có chắc là muốn xóa hay không. Nếu đồng ý xóa thì nhấn Enter hoặc Spacebar để kích hoạt vào nút Yes. Hoặc nếu không muốn xóa nữa thì nhấn phím Escape để thoát khỏi hộp thoại. Hoặc tap đến nút No và nhấn Spacebar hoặc Enter. Escape. Recorder left parent D colon right parent. Và tôi nhấn Delete để xóa thư mục. Delete folder dialog. Are you sure you want to move this folder to the recycle bin question? Van Lang 1. Và nhấn Enter để đồng ý xóa. Enter. Recorder left parent D colon right parent. Items view multi-select list box. Not selected. Die Hoc Van Lang. File folder 08/10/2014 9:09 PM. 8 of 17. Như vậy là chúng ta mới vừa tìm hiểu xong cách tạo thư mục, đổi tên và xóa tập tin thư mục. Quản lý thư mục tập tin phần tiếp theo. Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu xong cách tạo thư mục mới, cách đổi tên thư mục tập tin, cũng như cách xóa tập tin thư mục. Ở phần này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn các thao tác copy, cắt, dán thư mục tập tin. Trước tiên, chúng ta vào lại Windows Explorer bằng cách nhấn phím Windows E. Windows E, Computer, Items View, Multi-Select List Box. Sau đó, nhấn Internet D lên thanh địa chỉ. Alt D, Address Edit Combo, Computer, Zero Items. Và gõ D 2 chấm để vào ổ đĩa D. D, colon. Enter, D colon, Items View, Multi-Select List Box, Not Selected Backup. Để copy hay cắt một thư mục tập tin, bạn cần chọn thư mục tập tin đó. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cách để chọn thư mục tập tin trong List View hay còn gọi là List Box của Windows Explorer. Dùng mũi tên lên xuống để di chuyển qua các thư mục tập tin. Die Hoc. Die Hoc Dan Lap Van Lang. Die Hoc Van Lang. Hoặc nhấn chữ cái đầu để tìm đến tập tin thư mục cần chọn. B. Backup. B. Die Hoc. D. Die Hoc Dan Lap Van Lang. S. Sac Noi. S. Soft. Khi Charles đọc tên của tập tin hay thư mục nào, có nghĩa là thư mục hay tập tin đó đang được chọn. Ta nhấn Shift mũi tên xuống để chọn liên tiếp nhiều thư mục và tập tin từ trên xuống. Selected. Tom File Folder 06/10/Selected. Z Politic Recorder File Folder 08/. Selected. O underline LAN underline O underline DIAP JPEG Image 100. Selected. Internet Explorer Microsoft Word 97-2003 Document. Nếu đang được chọn mà muốn bỏ chọn từng thư mục tập tin, thì hãy nhấn Shift mũi tên lên. Unselected. Internet Explorer Microsoft Word 97-2003. Unselected. O underline LAN underline O underline DIAP JPEG Image 1. Unselected. Z Politic Recorder File Folder 08/10/2014 9:30 PM. Unselected. Tom File Folder 06/10/2014 11: I Internet Explorer. Tương tự, nhấn Shift mũi tên lên để chọn liên tiếp nhiều thư mục tập tin từ dưới lên. Selected. O underline LAN underline O underline DIAP JPEG Image 100. Selected. Z Politic Recorder File Folder 08/10/2014. Selected. Tom File Folder 06/10/2014 11:27. Nếu đang chọn mà muốn bỏ chọn từng thư mục tập tin, thì hãy nhấn Shift mũi tên xuống.
unselected. Tom file folder 06/10/20, unselected. Z Poltic recorder file folder 08, unselected. O underline LAN underline O underline DIAP JPEG image. Nhấn giữ Ctrl và dùng mũi tên để di chuyển qua từng thư mục tập tin. Muốn chọn cái nào thì đứng ngay cái đó và nhấn khoảng trắng, tức là Ctrl vẫn giữ. Chẳng hạn như tôi nhấn giữ phím Ctrl và dùng mũi tên để chọn thư mục tập tin. Not selected O underline LAN underline O underline DIAP. Và tôi muốn chọn tập tin này thì tôi nhấn khoảng trắng để chọn và phím Ctrl vẫn giữ. Control space O underline LAN underline O underline DIAP. Tiếp tục nhấn phím mũi tên lên để chọn thư mục khác. Not selected Z Poltic recorder. Not selected Tom. Not selected soft. Not selected sack noi. Chẳng hạn như tôi muốn chọn thư mục sách nói thì tôi nhấn phím khoảng trắng. Control space sack noi. Lưu ý là phím Ctrl vẫn giữ. Tiếp tục nhấn mũi tên lên để chọn thư mục khác. Not selected in Luan Van Thoa. Not selected Duong. Not selected Dai Hoc Van Lang. Và tôi muốn chọn thư mục Đại học Văn Lang, tôi nhấn phím spacebar. Control space Dai Hoc Van Lang. Và mũi tên lên chọn tiếp. Not selected Dai Hoc Dan Lap Van Lang. Và tiếp tục chọn thư mục này, tôi nhấn phím spacebar. Control space Dai Hoc Dan Lap Van Lang. Như vậy là tôi có thể chọn nhiều thư mục tập tin mà không liên tiếp nhau. Nếu muốn bỏ chọn thư mục vừa chọn thì giữ phím Ctrl và nhấn khoảng trắng một lần nữa. Dai Hoc Van Lang. Chẳng hạn như tôi muốn bỏ chọn thư mục Đại học Văn Lang, tôi nhấn khoảng trắng để bỏ chọn. Control space not selected Dai Hoc Van Lang. Dai Hoc Dan Lap Van Lang. Và tôi muốn bỏ chọn luôn thư mục Đại học Dân lập Văn Lang, tôi nhấn phím spacebar một lần nữa. Control space not selected Dai Hoc Dan Lap Van Lang. Sack noi. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chọn bằng cách nhấn Shift N để chọn thư mục tập tin từ vị trí con trỏ về cuối danh sách. Selected soft file folder 02/07/20s sack noi. Và nhấn Shift Home để chọn thư mục tập tin từ vị trí con trỏ trở về đầu danh sách. Selected backup file folder 21/05/2012/1139am/file folder 08/10/. Và cho sẽ đọc hết tên các thư mục tập tin mà chúng ta đang chọn. Nhấn Ctrl A để chọn tất cả thư mục tập tin có trong danh sách. Selected backup file folder 21/05/2012/11:39am/file folder 08/10/. Và cho sẽ đọc tất cả các danh sách thư mục tập tin mà đã được chọn. Đó là các cái thao tác để chúng ta có thể chọn thư mục tập tin. Chẳng hạn như ở đây tôi muốn chọn tập tin Internet Explorer. Internet Explorer. Sau khi chọn được tập tin hay thư mục cần copy hoặc cut, ta nhấn Ctrl C để copy. Copy selection to clipboard. Tức là sao chép một bản mới của thư mục hoặc tập tin đang chọn. Hoặc nhấn Ctrl X để cut. Cut selection to clipboard. Tức là dời thư mục hoặc tập tin từ vị trí này sang vị trí khác trong máy tính. Sau đó tìm đến thư mục cần dán. Ở đây tôi tìm đến thư mục Đại học Dân lập Văn Lang. Tôi nhấn chữ D để đi nhanh tới thư mục. D, Dai Hoc Dan Lap Van Lang. Rồi Enter để mở thư mục này ra. Enter, Dai Hoc Dan Lap Van Lang. Items view list box read only. To move to an item, press the arrow keys, period. Và nhấn Ctrl V để dán vào. Paste it from clipboard. Items view multi-select list box. Internet Explorer. Và tôi nhấn Backspace để trở về thư mục trước. Recorder left paren D colon right paren. Items view multi-select list box. Dai Hoc Dan Lap Van Lang. Và bây giờ tôi nhấn chữ Y để tìm đến tập tin Internet Explorer. I. Thì lúc này ta không tìm thấy. Bởi vì tôi đã dùng lệnh cut, tức là tôi đã dời tập tin Internet Explorer vào bên trong thư mục Đại học Dân lập Văn Lang. Tương tự nếu muốn copy hoặc cắt một thư mục, tôi chọn thư mục cần copy hoặc cắt. E, Dai Hoc Van Lang. Giả sử tôi muốn cắt hoặc copy thư mục Đại học Văn Lang. Ở đây tôi nhấn Ctrl X để cắt thư mục này.
Cut selection to clipboard. Sau đó tìm đến thư mục Đại học Dân lập Văn Lang. Đại học Dân lập Văn Lang. Và Enter để mở thư mục này ra. Enter Đại học Dân lập Văn Lang. Items view list box read only. To move to an item press the arrow keys period. Sau đó nhấn Ctrl V để dán vào. Paste it from clipboard. Đại học Văn Lang. Và nhấn phím Backspace để trở về thư mục trước. Recorder left paren D colon right paren. Items view multi select list box. Đại học Dân lập Văn Lang file folder. Ở lúc này thư mục Đại học Văn Lang đã được dời đi. Tương tự, tôi muốn copy tập tin Internet Explorer trong thư mục Đại học Dân lập Văn Lang đưa ra ngoài OD. Trước hết tôi mở thư mục Đại học Dân lập Văn Lang ra. Đại học Dân lập Văn Lang file folder. Và Enter để mở thư mục này ra. Enter Đại học Dân lập Văn Lang. Items view multi select list box. Not selected Đại học Văn Lang. Rồi mũi tên xuống tìm đến tập tin Internet Explorer. Internet Explorer. Và nhấn Ctrl C để copy. Copy selection to clipboard. Sau đó nhấn phím Backspace để trở về thư mục trước. Hoặc nhấn Internet D để lên thanh địa chỉ. Alt D address edit combo D colon backslash Đại học Dân lập Văn Lang zero items. Sau đó gõ D hai chấm để vào ổ đĩa D. D colon. Và Enter. Enter items view multi select list box Đại học Dân lập Văn Lang file folders. Rồi nhấn Ctrl V để dán vào. Paste it from clipboard Internet Explorer. Như vậy là chúng ta vừa làm quen xong phần quản lý thư mục tập tin. Qua đó thì chúng ta biết được cách tạo thư mục, đổi tên thư mục tập tin, xóa thư mục tập tin và copy, cắt, dán thư mục tập tin. Chúc các bạn thành công!